Các bạn vuốt xuống này, nhìn này, nút tắt nguồn đây, các bạn nhấn giữ này. Ngay lập tức hiển thị biểu tượng tắt nguồn, chọn để tắt nguồn. Xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn dùng iPhone lâu năm hoặc là các bạn mới dùng thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái thao tác nhấn giữ hoặc là những cái nhấn giữ ở trên điện thoại iPhone cực kỳ hiệu quả, và mong rằng các bạn có những cái trải nghiệm thật tốt trên những cái thao tác nhấn giữ này nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài những cái thao tác nhấn chạm giữ ở trên điện thoại iPhone rất là hay và hữu ích trong quá trình các bạn sử dụng nhé. Thì cái thao tác đầu tiên đó là các bạn sẽ vuốt cái trung tâm điều khiển xuống, các bạn sẽ nhìn cái phím biểu tượng tắt nguồn đây, các bạn nhấn giữ nhé, các bạn nhấn giữ để tắt nguồn, nó rất là đơn giản nhé. Cái thao tác tiếp theo, các bạn cũng trong cái phần trung tâm điều khiển, các bạn sẽ vuốt phần trung tâm điều khiển xuống, các bạn sẽ nhấn giữ vào một cái khoảng không tùy chọn, và các bạn sẽ nhìn vào cái phần là tùy chọn một điều khiển nhé. Ở đây thì các bạn có thể nhấn vào để thêm một cái tiện ích này, các bạn có thể thêm vào một bất tùy chọn một cái tiện ích nào, bất kỳ một cái tiện ích nào các bạn có thể thêm vào này. Đấy, các bạn ngoài ra các bạn cũng có thể cho to ra hoặc là cho nhỏ lại. Đó, các bạn nhìn chưa, đấy, rất là hay. Rồi cái thao tác tiếp theo nhé, các bạn sẽ nhấn giữ vào cái biểu tượng đồng hồ này, đấy, cái icon đồng hồ này, các bạn nhấn giữ này để các bạn có thể chuyển sang cái phần widget đồng hồ cực kỳ là dễ thương nhé. Đây các bạn có thể nhấn giữ lại này, ví dụ như các bạn đang để như này nhé, các bạn nhấn giữ vào cái đồng hồ nhé, các bạn chọn vào cái phần widget này. Đấy, thì cái đồng hồ của các bạn, tiện ích đồng hồ của các bạn nó sẽ được chuyển sang cái dạng widget như thế này. Đấy, nhìn cực kỳ dễ nhìn và nó sẽ có cái điểm nhấn ở trên cái phần màn hình chính điện thoại. Rồi cái thao tác tiếp theo thì các bạn có thể nhấn giữ ở cái phần ngoài màn hình khóa như này, các bạn nhấn giữ để các bạn có thể tùy chỉnh được những cái, ví dụ như là màn hình cái phần thêm những cái tiện ích này. Đấy, ví dụ các bạn thêm những cái tiện ích khác nhau, ví dụ như là lịch này. Đấy, các bạn cũng có thể thêm vào này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể điều chỉnh cái phần màu sắc của đồng hồ này, các bạn chọn vào này, đó, màu sắc này và cái phần cỡ chữ này, phông chữ này. Đấy, màu sắc này thì các bạn có thể chọn màu tùy chọn nhé, theo cái sở thích của các bạn. Đấy, ví dụ mình chọn sang màu đỏ này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, rất là hay nhé. Các bạn chọn xong này. Rồi, đó. Ngoài ra đối với những cái ứng dụng app ở trên điện thoại ấy, thì các bạn cũng có thể thao tác nhấn giữ. Ví dụ như Zalo này, các bạn có thể nhấn giữ này để các bạn có thể đây này, đăng nhật ký trực tiếp này, hoặc là chia sẻ ứng dụng này, hoặc là tìm một cái nội dung ở trên cái ứng dụng Zalo nào đó. Đây các bạn nhìn này, có rất nhiều nhé. Đấy, các bạn chỉ việc nhấn giữ này. Đấy, ở những cái app khác, những ứng dụng khác các bạn cũng thực hiện cho mình tương tự. Và tiếp theo này, bình thường các bạn chụp ảnh ấy, các bạn nếu mà các bạn muốn chụp nhiều bức ấy, thì các bạn phải nhấn liên tục như này nhé. Bây giờ các bạn nếu mà muốn chụp nhiều bức ảnh một lúc ấy, thì các bạn sẽ nhấn giữ này, các bạn sẽ kéo sang bên tay trái này. Đấy, các bạn nhìn chưa, sẽ chụp này. Đấy, 16, 7, 8, 9, 10. Rồi còn muốn quay video ấy, thì các bạn chỉ việc nhấn giữ này, các bạn kéo sang bên tay phải này. Đấy, là các bạn sẽ thấy rằng màn hình đang quay video nhé. Đó, các bạn dừng này. Tiếp theo bạn sẽ nhấn giữ một bức ảnh trên cái phần thư viện ảnh, bức ảnh tùy chọn, để các bạn có thể tách phông nền. Đó, các bạn nhấn giữ này, và các bạn có thể tách cái phông nền này, và các bạn sẽ chuyển ra đây. Đó, và gửi cho ai đó, hoặc là gửi vào một đoạn tin nhắn, rất tiện. Tiếp theo tại tiện ích ghi chú thì các bạn cũng nhấn giữ cho mình, các bạn sẽ chọn vào mục quét tài liệu đây, nó có cái mục là scan, tức là dưới dạng các bạn chụp ảnh nhanh, scan nhanh tài liệu dưới dạng là file PDF để gửi cho bạn bè nhé. Khi các bạn chọn vào thì các bạn sẽ hiển thị ngay cái phần là màn hình scan file PDF, các bạn sẽ nhấn vào đó, đây là cái file mà mình vừa chụp được, scan được, và các bạn sẽ chọn gửi ngay cho bạn bè người thân dưới dạng là file PDF. Thì vừa rồi mình vừa hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn những cái thao tác nhấn giữ ở trên iPhone cực kỳ hữu ích khi các bạn sử dụng. Hy vọng với những cái thao tác vừa rồi thì các bạn có những cái trải nghiệm thật tốt, và nếu các bạn thấy video của mình hay, hữu ích thì nhớ ủng hộ mình một nút like video. Đồng thời, những bạn nào lần đầu tiên ghé kênh của mình, các bạn ủng hộ mình thêm một nút đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé. Nhấn chia sẻ để cho mọi người cùng được biết nhé.